Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình đang được phát trực tiếp trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Tôi là anh Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tới dự buổi sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Thông tin tới các đảng viên một số điểm nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu chi bộ tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí thu nhập và đời sống văn hóa cho nhân dân. Tích cực thực hiện phong trào xây dựng văn minh đô thị vì xã Tân Quang đã nằm trong vùng lõi đô thị huyện Văn Lâm với gần 90 hộ làm nghề chế biến nem, bóng mì trong thôn. Chi bộ cần lãnh đạo việc tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chiều qua, thành phố Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực địa bàn giáp danh giữa thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên với huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình trong hai năm 2021 và 2022. Hai năm qua, công an ba địa phương đã phối hợp điều tra xử lý 7 vụ làm rõ 11 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội, một vụ, một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, xử lý 8 vụ, 8 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường. Ngoài ra, các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn của công an ba địa phương đã thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát tại địa bàn giáp danh, nhất là thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, sáng nay đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại hai doanh nghiệp là công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ chi nhánh Hưng Yên và công ty may Phú Thịnh trên địa bàn huyện Kim Động. Do cả hai công ty chuyên sản xuất hàng may mặc nên cơ bản đã chú trọng đến công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định, đã đầu tư hệ thống phương tiện phục vụ phòng cháy chữa cháy, duy trì và bảo dưỡng tốt các phương tiện đã được trang bị. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng đề nghị hai công ty khẩn trương khắc phục, bổ sung tài liệu, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy còn thiếu, tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho công nhân viên, cần xây dựng phương án ứng phó với các sự cố cháy nổ chi tiết, khoa học và phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức hội nghị trực tuyến chung tay cùng khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. 130 doanh nghiệp tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. Theo đánh giá, đợt cao điểm nắng nóng năm nay, lượng điện tiêu thụ sẽ tăng có thể gây ra thiếu nguồn điện cục bộ. Với thông điệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, hội nghị đã nhận được nhiều tham luận trực tiếp và văn bản. Các khách hàng có mặt tại hội nghị nhất trí phối hợp chặt chẽ với ngành điện để kiểm soát phụ tải. Thông qua việc điều tiết phụ tải DR của Công ty Điện lực Hưng Yên sẽ giúp kiểm soát phụ tải theo từng thời điểm, giúp khách hàng chủ động sản xuất và kiểm soát chống quá tải và sự cố lưới điện. Ngành điện cũng khuyến khích các khách hàng đầu tư và sử dụng các sản phẩm công nghệ tiên tiến và hiện đại giảm tiêu thụ điện. Thời điểm này, hoa nhãn đã ở độ cuối vụ. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tiên Lữ, sản lượng mật ong hoa nhãn năm nay đạt 50 tấn, giảm khoảng 10% so với năm 2022. Nguyên nhân khiến sản lượng mật tại các vườn hoa huyện Tiên Lữ giảm sút 10% so với cùng kỳ năm trước là do khi hoa nhãn đang nở rộ thì gặp đợt mưa rét kéo dài khiến cho ong khó đi làm mật. Đồng thời, nước mưa còn làm trôi bớt lượng mật trong hoa nhãn. Các xã có nhiều hộ nuôi ong là Thủ Sĩ, Thiện Phiến, Hải Triều, Thụy Lôi và Cương Chính. Giá mật ong hoa nhãn Hưng Yên hiện đang dao động từ 90.000 đồng đến 100.000 đồng 1 kg với ong Ý. Với mật ong ta có giá 150.000 đồng 1 kg. Tiếp tục với thông tin thời sự đáng chú ý. Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ tư trong vụ trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 rơi trên vịnh Hạ Long. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục được các lực lượng khẩn trương phối hợp triển khai. Tham gia tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đang có khoảng 300 người gồm bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quân và lực lượng khác. Các đơn vị liên quan đã huy động 31 tàu thuyền xuồng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đêm qua, mùng 5 tháng 4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn vụ máy bay rơi. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe ô tô con với 17 xe máy làm 18 người bị thương tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội vào chiều ngày hôm qua, mùng 5 tháng 4. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội tập trung mọi nguồn lực thuốc men trang thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu những thiệt hại do vụ tai nạn. Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô là ông Hoàng Ngọc Vĩnh, sinh năm 1960, trú tại Long Biên, Hà Nội. Qua kiểm tra, không phát hiện tài xế ô tô có nồng độ cồn
và người này cũng âm tính với chất ma túy. Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò mời tham gia làm công việc, chỉ cần nghe nhạc, xem video mà lấy được tiền. Theo đó, chị T sinh năm 1982, trú tại Ba Đình, Hà Nội, cho biết nhận được điện thoại mời tham gia làm cộng tác viên nghe nhạc tăng lượt view, lượt like cho ca sĩ sẽ nhận được 100.000 đồng đến 200.000 đồng qua ứng dụng Telegram. Chị T tin tưởng làm theo yêu cầu của đối tượng nhưng sau đó phát hiện bị lừa đảo. Chị đã chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng yêu cầu là hơn 400 triệu đồng. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ninh Thị Vân Anh, tức Hot Girl Tina Dương, nhân vật gây bão mạng xã hội Facebook cách đây ít lâu với hai tội danh là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo kết luận điều tra, Ninh Thị Vân Anh thuê ô tô tự lái của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch gia đình Việt, trụ sở thành phố Hồ Chí Minh với giá 45 triệu đồng một tháng trong 3 tháng và yêu cầu được giao xe tại thành phố Phan Thiết. Khi mãn hợp đồng thuê, Hot Girl này không trả xe cũng như không đóng tiền thuê xe 2 tháng mà điều khiển xe ra Ninh Bình. Để có tiền tiêu xài, Vân Anh bán ô tô đi thuê cho anh Hát ở thành phố Hà Nội với giá 450 triệu đồng. Kết luận của cơ quan điều tra xác định giá trị ô tô mà Vân Anh lừa đảo chiếm đoạt là hơn 770 triệu đồng. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Giới chức Brazil cho biết một đối tượng nam giới 25 tuổi ngày 5 tháng 4 đã xông vào một trường mầm non ở miền nam nước này và sát hại 4 trẻ em bằng vũ khí giống như một chiếc rìu. Sau đó đối tượng này đã ra đầu thú trước cảnh sát. Theo cảnh sát và các quan chức chính quyền bang Santa Catarina, vụ việc xảy ra ở trường mầm non tư thục ở thành phố Blumenau. Ngoài những trẻ em đã thiệt mạng, còn có 4 nạn nhân khác bị thương. Tổng thống Brazil, ông Lula da Silva đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Thống đốc bang tuyên bố bang này sẽ để tang 3 ngày tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công khủng khiếp nói trên. Cục thống kê của Lào cho biết tỷ lệ lạm phát hàng năm của nước này đã giảm nhẹ từ 41,3% trong tháng 2 xuống còn 41% trong tháng 3. Mặc dù mức giảm là không đáng kể nhưng rất đáng ghi nhận bởi đây là lần đầu tiên tỷ lệ lạm phát tại Lào đi xuống sau hơn một năm tăng liên tục. Báo cáo mới cập nhật của Cục Thống kê Lào cho biết, dù lạm phát đi xuống, nhưng chi phí của tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ vẫn còn rất cao, và Lào vẫn là một trong những nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất khu vực. Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Lào đã tăng từ 6,25% vào tháng 1 năm 2022 lên 7,31% vào tháng 2, và cứ thế tăng liên tục trong suốt một năm qua, lên tới hơn 40% trong những tháng đầu năm 2023. Các nhà kinh tế cho rằng Lào phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu, cho rằng nước này cần thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất trong nước, giảm nhập khẩu và thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng có thể mang lại ngoại tệ cho đất nước. Hãng dược phẩm Johnson & Johnson của Mỹ vừa đề xuất chi trả 8,9 tỷ đô la Mỹ để giải quyết những vụ kiện tụng kéo dài nhiều năm qua liên quan tới cáo buộc sản phẩm phấn rôm của hãng có chứa bột tan gây ung thư. Công ty cho biết số tiền 8,9 tỷ đô la Mỹ sẽ được trả cho hàng nghìn nguyên đơn liên quan đến các vụ việc nói trên trong suốt 25 năm qua. Hiện hãng này đang phải đối mặt với hàng ngàn vụ kiện khác nhau liên quan đến phấn rôm có chứa bột tan. Bột này được cho là có chứa amiang. Những người đâm đơn kiện cho rằng chất này là nguyên nhân gây ung thư buồng trứng. Johnson & Johnson chưa từng thừa nhận sai trái nhưng thông báo đã ngừng bán các sản phẩm phấn rôm được xác định có thành phần bột này tại Mỹ và Canada kể từ tháng 5 năm 2020. Cuối chương trình kính mời quý khán giả cùng đến với những hình ảnh ấn tượng tại giải vô địch thế giới lướt ván diều năm 2023 đang diễn ra tại miền Nam nước Pháp. Giải vô địch thế giới lướt ván diều Big E năm 2023 diễn ra tại thị trấn Le Bacre thuộc tỉnh Pyrenees Oriental của Pháp, quy tụ 36 vận động viên nhiều kinh nghiệm tới từ 23 quốc gia. Ngay từ vòng thi đầu tiên, các thí sinh đã phải đối mặt với nhiều khó khăn khi sức gió lên tới gần 100 km/h. Tuy vậy, họ đã cố gắng thể hiện kỹ năng lướt ván và nhào lộn trên không một cách rất đẹp mắt. Giải vô địch thế giới lướt ván diều Big E 2023 nằm trong chuỗi sự kiện thể thao do Hiệp hội lướt ván diều quốc tế tổ chức. Giải có nhiều vòng thi để tính tổng điểm xếp hạng và sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 4 tới đây. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.